Ladies and gentlemen, after six undercards, the time has now come for us to witness the seventh bout coming to you by way of the co-featured bout. This next bout is scheduled for 2 5-minute rounds in the men's bantamweight division. First, making his way to the blue corner at this time, from Brazil, please welcome Felipe Nego Chadle. Wow, yeah, swear to God I'm with it. I don't see nobody in my lane, it's quite go get it like me, whoa. Please don't be wasting my time with that business. Who you kidding, man? Yeah. I seen the type before about 100 times, trying to undermine my abilities to be killing anything I target. Yeah, you wanna be a boss with them reins? That power don't come cheap. All my life I've been moving them chains. Now you wanna love me? I see the way you think. You're all about you. And that's cool, you do you. But me, I've been doing my own thing, I swear to God. Please don't be wasting my time with that business. Who you kidding, man? Yeah. I don't see your reason they should be hating the way that I'm making a way. They don't see all of the stress and the problems I deal with like every day. Envy will kill you and misery loves all the company that it can get. To even the odds, I wish I lived a normal life, but I'm in love with this shit. Boy, I came out like a bull and I looked like I took, but I came for it. Everybody wanna aim for it, the head of a veteran. They made legends apparently angry that I have settled in. Screaming, don't nobody let them get ahead of me. Independent rappers, can I make it to celebrity alone? They don't ever get a throne, never let it home. You didn't even have a million views and you're headed in alone. I said, huh? You don't even see the bigger picture, look behind me, see the army full of kings. That is man and mafia, the theme, that is me and me alone. You at least see my bros, I don't ever miss a beat. I kill everything I'm on, every video I send my homies, you don't even know. If I ain't the greatest rapper, then I swear I'm getting close. If you really think I need you, all I gotta say is Wow, yeah, swear to God I'm with it. I don't see nobody in my lane, it's quite go get it like me, wow. Please don't be wasting my time with that business. Who are you kidding, man? Yeah. And now to the red corner at this time, from Korea, please welcome Song Hyun Jung. Gentlemen, this is our co-featured bout of the evening, scheduled for 2 5-minute rounds or less in the men's bantamweight division. Introducing first, on my left, fighting out of the blue corner, standing 169 centimeters tall. His professional record, 3 victories, only 1 defeat, fighting out of C88 MMA gym. Señoras y señores, a presentando
Felipe Nego Chadley. And his opponent across the cage, fighting out of the red corner, standing 170 centimeters tall. As a pro, he remains undefeated in his campaign in the cage with 4 victories. Fighting out of Hamas MMA gym from Korea, please welcome Song Hyun Cho. Bantam weight 61.3 kg giữa võ sĩ ở góc đai đỏ Song Hyun Cho và đối thủ của anh đại diện tới từ Brazil ở góc đai đỏ Felipe Nego Chadley. Và trọng tài Baek Jong Won đã bắt đầu màn so tài giữa Nego Chadley và Song Hyun Cho. Ngay lập tức là một đòn thẳng tay sau rất chính xác của Nego Chadley, và lập tức là sở trường của đại diện đến từ Brazil, anh đã áp sát được với Song Hyun Cho. Sau những giây đầu tiên có phần bị choáng ngợp trước tốc độ tấn công của Nego Chadley thì Hyun Cho đã bình tĩnh trở lại và anh đã phòng thủ thành công. Bây giờ là những giây phút giằng co. Nego Chadley đang cố gắng thực hiện đòn single leg và đã thành công. Một tình huống scramble, một tình huống thoát ra rất tỉnh táo của Song Hyun Cho. Với 4 trận đấu chuyên nghiệp toàn thắng của mình thì rõ ràng Song Hyun Cho cũng biết sẽ phải làm gì ở những tình huống như thế này. Và anh đang phòng thủ khá hiệu quả trước những đòn áp sát, một tình huống single leg tới từ Felipe Nego Chadley. Ở trận đấu trước giữa Cho Jun-kun và Robson Oliveira thì võ sĩ người Hàn Quốc đã có những phút đầu tiên phòng thủ rất thành công. Và bây giờ có lẽ rằng Song Hyun Cho đã rút ra được bài học khi phải đối đầu với một võ sĩ có sở trường là Jiu-Jitsu. Di chuyển vòng quanh võ đài, mặc dù không gian thi đấu tại AFC 23 là tương đối nhỏ, nhưng Song Hyun Cho vẫn đang cho thấy những phút thi đấu đầu tiên rất hiệu quả của mình. Liên tiếp là những đòn tay và chân chính xác của Song Hyun Cho. Và bây giờ thì anh đã cố gắng phòng thủ trước tình huống áp sát tới từ Felipe Nego Chadley. Nego Chadley đã phải nhận khá nhiều đòn đánh chính xác từ đối thủ, và anh đang cho thấy dấu hiệu loạng choạng trên võ đài. Những cú low kick của những cú đá thấp của Song Hyun Cho đã bắt đầu có hiệu quả khi mà bước di chuyển của Nego Chadley chậm lại rõ rệt rồi. Và liên tiếp là 2 đòn gối rất nặng của đại diện Hàn Quốc. Nhưng Nego Chadley vẫn tóm được cái chân phải của đối phương. Nhưng có vẻ như đây là một tình huống mà Nego Chadley đang cố gắng để kéo dài thời gian mà thôi, khi chúng ta đã thấy 2 đòn gối cực nặng vào vùng bụng của Song Hyun Cho khiến cho Nego Chadley có phần khuỵu xuống. Các kỹ thuật tóm single leg rất khó chịu. Song Hyun Cho vẫn đang cho thấy phản ứng xử lý các tình đạo của đối thủ khá tốt khi mà anh hợp kịp thời hạ tấn và chuyển trạng thái ngay lập tức mỗi khi nhận thấy có động thái từ Nego Chadley. Với một người đã từng có 2 trận thắng knock out kỹ thuật trên sàn MMA bằng ground pound thì rõ ràng Song Hyun Cho không phải là một tay mơ trong các tình huống grappling. Và kinh nghiệm của võ sĩ 20 tuổi Hàn Quốc đã được thể hiện vào lúc này, khi mà Felipe Nego Chadley gần như đang chưa thể làm được gì dù anh cố gắng sử dụng sở trường nhu thuật Brazil của mình để áp sát đối thủ. Đến bây giờ thì người nhận đòn nhiều hơn vẫn là Nego Chadley. Tiếp tục là một đòn đá phá trụ rất nặng nữa của Song Hyun Cho. Bây giờ là các đòn tay. Hai tình huống loạng choạng ở giữa võ đài. Nego Chadley phải nhận những đòn đánh, nhưng vừa rồi là một tình huống phản đòn cực hay của võ sĩ người Brazil để phá được một series tấn công của Song Hyun Cho.
Thầy Bố Chân Lê đang cố gắng tóm lấy cái chân phải của đối phương. Hun Trọng đã có được underhook và ngay lập tức là những đòn gối nối tiếp sau đó. Một tình huống giữ over underhook rất bài bản. Ban huấn luyện của Nego Chan Lê đã phải nhìn vào đồng hồ. Lúc này thì rõ ràng một sai lầm là không thể chấp nhận. Rất may rằng Song Hun Trọng đã thoát ra được tình huống khóa chân, bẻ chân của Nego Chan Lê. Nhưng bây giờ võ sĩ người Brazil đang nỗ lực để xử lý sẵn trên mặt sàn. Rất tiếc cho anh. Nego Chan Lê vẫn đang cho thấy sự loạn choạng của mình. Anh đã phải nhận rất nhiều đòn đánh chính xác tới từ Song Hun Trọng. Thể lực không còn được duy trì tốt nữa thì nhận nhiều đòn đánh đã khiến cho Philippe Nego Chan Lê không có được hiệu quả trong tình huống grappling. Một hiệp 1 có thể nói là thi đấu rất thông minh và hiệu quả của Song Hun Trọng. Ban huấn luyện của Nego Chan Lê đã đưa ra những yêu cầu thế nào? Chắc chắn họ cũng nhận rõ được khả năng từ những cú đá tới từ Song Hun Trọng và sẽ yêu cầu võ sĩ người Brazil tìm cách hạn chế tối đa việc phải đối mặt với Song Hun Trọng trong tình huống đánh đứng. Lập tức là pháp áp sát của Nego Chan Lê. Phương pháp áp sát rất quen thuộc, làm rối đối phương với những đòn tay ở vùng mặt và bất ngờ hạ thân người. Cho đến lúc này thì Nego Chan Lê vẫn chưa thể có được lợi thế thách đao đối phương. Nhưng bây giờ anh đã tóm được cái chân của Song Hun Trọng rồi. Rất nhanh. Song Hun Trọng thừa hiểu rằng mặt sàn không phải là nơi để anh sử dụng các kỹ thuật trong trận đấu ngày hôm nay. Và nói rằng Song Hun Trọng luôn có sự chủ động. Anh thường đưa ra quyết định rất nhanh để ngăn cản Nego Chan Lê đưa mình vào thế khóa. Cách tiếp cận của Nego Chan Lê là khá giống với Robson Oliveira, nhưng võ sĩ này đang chưa có được kỹ thuật tốt giống như người đồng hương. Một đòn đá cao trúng mặt nhưng Song Hun Trọng đã bị ngã, và rất may cho anh, anh đã không mắc phải sai lầm như người đồng hương của mình khi Nego Chan Lê đã cố gắng để bắt được cái lưng của anh. Lúc này thì Song Hun Trọng nên duy trì khoảng cách. Các tình huống cắt góc là rất cần thiết, nhưng bây giờ thì Nego Chan Lê lại tiếp tục áp sát được rồi. Rất khó để duy trì khoảng cách hay là phải ngã khi chúng ta đang thấy võ đài nhỏ hẹp như thế nào. Không gian để cho Song Hun Trọng có thể di chuyển quanh võ đài là không nhiều. Nhưng tôi tin rằng đấu pháp hiện tại của Song Hun Trọng đã hiệu quả khi mà tốc độ và cách di chuyển của Nego Chan Lê không còn được như trước nữa. Đòn đấm bắt đầu thiếu đi tốc độ và sự chính xác hoàn toàn rồi. Và bây giờ lại là low kick. Những bước chân đã phần nào đó loạng choạng của Nego Chan Lê, nhưng anh vẫn đang rất cố gắng để áp sát. Thực sự là Nego Chan Lê đang có một phương pháp tiếp cận đối thủ không thực sự hợp lý vào lúc này. Sử dụng ba combo giống nhau với cùng một mục đích thì rõ ràng rằng Nego Chan Lê sẽ phải trả giá bằng những tình huống như thế này. Lại là lấy được underhook tới từ Song Hun Trọng. Rất bài bản, rất cơ bản đối
với một đấu pháp mà đối thủ đã tung ra tới liên tiếp tới 3 lần. Thì rõ ràng đại diện người Hàn Quốc hoàn toàn có thể tự tin vào những kỹ thuật của mình sử dụng trong ngày hôm nay. Thực sự thì vào lúc này Neo Chatley cũng không còn đủ thể lực cho những tình huống chất đào nữa. Chúng ta thấy khuôn mặt của Neo Chatley đã có rất nhiều những vết cắt, những dấu hiệu cho thấy anh đã phải nhận quá nhiều cú đấm chính xác tới từ Song Hyun Jong, lại áp sát và lại là phong cách quen thuộc thế này thì quá khó để Neo Chatley có thể làm được một điều gì đó đột biến. Có thể thấy góc đài của Neo Chatley, các huấn luyện viên và cả Robson Oliveira đã có phần hơi mất kiên nhẫn rồi, khi mà phương án của tay đấm người Brazil, của võ sĩ người Brazil đã lặp lại quá nhiều. Nhưng đây có lẽ là cách duy nhất để Neo Chatley có thể trụ vững trên võ đài, bởi vì nếu như đánh đứng thì quả thực không khác gì tự sát đối với võ sĩ Brazil, bởi anh sẽ để cho đối phương có được cơ hội thi đấu với sở trường của mình. Thực sự thì lúc này luật thi đấu của AFC đang trở thành một cơn ác mộng đối với Neo Chatley, khi mà anh không có thời gian để thực hiện các đòn takedown và chỉ cần một giây ngừng lại thôi thì trọng tài đã can thiệp. Và bây giờ thì Neo Chatley đã cần tới sự chăm sóc của các bác sĩ. Những chấn thương rất nặng, một vết cắt ở trên mắt trái và máu đã chảy ra từ mũi của võ sĩ Brazil. Trọng tài và các nhân viên y tế sẽ có những thời gian để đánh giá. Nếu như họ nhận thấy Neo Chatley không đủ điều kiện để tiếp tục thi đấu thì sẽ là một chiến thắng dành cho Song Hyun Jong. Chính xác anh Phương Đạo ạ. Bởi trong MMA thì có những bộ luật có thể được nhận định là khá khắc nghiệt khi mà võ sĩ đã ngã hoặc đã không còn khả năng phản ứng, vẫn bị đối phương tấn công. Nhưng chúng ta vẫn có những tình huống nơi các bác sĩ được can thiệp để đảm bảo an toàn, để đảm bảo tương lai sự nghiệp cho các võ sĩ MMA. Đây cũng là một trong những điểm khác biệt của MMA với những môn thể thao đối kháng khác. Như vậy là nhiều khả năng Neo Chatley vẫn sẽ tiếp tục ở lại võ đài để hoàn tất nốt khoảng 1 phút còn lại của trận đấu với chồng Song Jong Hyun. Những nỗ lực thách đào cuối cùng. Và rất bất ngờ là Neo Chatley lại có thể kéo được Song Jong Hyun xuống sàn. Mặc dù tư thế này là không hề thuận lợi. Lúc này thì Neo Chatley chỉ còn thi đấu bằng tinh thần mà thôi. Việc giữ half guard kẹp được một chân của đối thủ vào lúc này là không hoàn toàn thuận lợi, khi trong một trận vẫn có thể tung những cú đấm vào mặt Neo Chatley. Và bây giờ là ground pound, nơi mà Song Hyun Jong đã kết thúc hai đối thủ của mình. Thực sự rất khó. Những giây cuối cùng của trận đấu và Song Hyun Jong rõ ràng không có lý do gì để phải vội vàng cả. Anh vẫn đang có một vị trí tốt. Và trận đấu giữa Neo Chatley và Song Hyun Jong đã khép lại rồi. Chúng ta chưa biết kết quả của trọng tài, nhưng có thể phần nào dự đoán và khẳng định được chiến thắng sẽ dành cho ai. Con số 4-0, 4 trận toàn thắng trên sàn MMA của Song Hyun Jong là có lý do. Khả năng thi đấu rất tỉnh táo, kỹ thuật bài bản. Và đặc biệt là sức trẻ của võ sĩ mới 20 tuổi, hiện đang xếp thứ 19 ở hạng cân Bantamweight trên toàn đất nước Hàn Quốc, đã được thể hiện tại AFC 23 ngày hôm nay. Vâng, anh Ngọc Khánh có thấy là giống với Oliveira thì cách thi đấu của Felipe Neo Chatley cũng là rất tương đồng, nhưng rõ ràng sự biến hóa trong lối chơi của Neo Chatley là không có, và việc phải nhận quá nhiều đòn đánh đã khiến cho anh ngày hôm nay gần như là vô hại trên sàn đấu với những tình huống grappling của mình. Đây cũng chính là sự khắc nghiệt của MMA Phương Đạo ạ, khi mà một võ sĩ không thể sử dụng hoặc thậm chí là không thể tận dụng được đẳng cấp của chỉ ở một môn võ để tiếp cận đối phương trên sàn MMA. Họ có thể bị tấn công ở bất cứ đâu, bởi bất cứ kỹ thuật gì. Và rõ ràng chỉ sử dụng một kỹ thuật takedown hoặc một phương án như Neo Chatley là không đủ.
as well as Wang Amchong, the Executive Vice President of the Grand Casino, and Miss Jubilee from the VIP services. Also, Mr. Han Wing Tun. Ladies and gentlemen, before we go for the official scores, may I please once again ask you to give a big round of applause for both of these guys, please. Especially this man over here. The true epitome of blood, sweat, and tears. Anyway, after two rounds of mixed martial arts, we now go to the scorecards. And all three judges have scored the bout unanimously for your winner by way of unanimous decision. He is still undefeated from Korea, Song Hyun Cho. You don't keep it moving, you're gonna die. You're gonna die. Running pretty, got to stay alive. Stay alive. The weak are praying, only strong survive. Strong survive. Tell me how you feel about your life. Use some business sense. Ain't moving, then you stay losing. Don't adapt, you get a body bag. I'll be the first to give it out if you gotta ask. It's a competitive market, leave you beheaded. The target is where you hit it. I'm sparking and leaving dead in the darkness. I got a head and it's hard to even try to compete. I gotta eat in a week, I got plenty, but starving. Keeping my pen in the carpet, see me just peddling farther. Everybody that ever said they were harder, I just led up to the end like a model to the end of the internet. I could get into that like in the innocent, cause they too dumb and the ignorant. I'm like, yeah, knowledge is power, and I look like I got the upper hand, oh yeah. Plus I gotta keep it moving, y'all just do the running, man. What is you that? You don't keep it moving, you're gonna die. Praying only strong survive. Strong survive. Tell me how you feel about your life. I seen a lot of rappers that come and go like Frodo when he's sipping on ring. And then I take a step back and I see you looking like a dodo, bro. See, that means your career is extinct. And I see the same thing from the same people every single time. And every time they expect to see a different result. Now that's the definition of insanity. If you're mad at me, you should redirect your energy into originality. But you looking like a star from polar bear that's floating into the ocean now that I'm out of the ice. No seals to eat, no land in sight. Cause the climate of the industry gets changing overnight. Like the day after tomorrow on the J in the hall, helping all these other rappers survive. And now I'm saying you could die if you stay for it. Come and join me and a stampede out when it out. Last me. If you don't keep it moving, you're gonna die. You're gonna die. Running pretty, got to stay alive. Stay alive. The weak are praying, only strong survive. Strong survive. Tell me how you. And I've been calling everybody out, I keep it real too. Pick up what I will do, I'll be keeping running with the tribe. You can stop it no matter the way you try. Yeah, come and take your chances if you wanna. But we talking about the karma, so to me that's how I know you're gonna die.